Chuyện về vị đại tá dũng cảm giữa đạn bom, thiện nguyện giữa thời bình, Lê Xuân Đây. Quý vị và các bạn thân mến, bước ra từ chiến tranh cũng là lúc tuổi đã xế chiều, nhưng với tinh thần, trái tim người lính, ông vẫn có nhiều hoạt động thiện nguyện khiến bao người mến phục. Ông từng thế chấp nhà để kéo điện cho dân. Người mà Chân Dung Lịch Sử muốn gửi tới quý vị và các bạn trong video ngày hôm nay là Đại tá Lê Xuân Đây. Dũng cảm trong chiến tranh. Đại tá Lê Xuân Đây sinh năm 1932 trong một gia đình cách mạng tại thôn Tiên Đoã, xã Bình Sa, Thăng Bình, Quảng Nam. 18 tuổi, ông được kết nạp vào đảng. 20 tuổi, ông được chính thức đứng vào hàng ngũ bộ đội chủ lực tham gia kháng chiến và trở thành người lính Trường Sơn. Ông không còn nhớ rành rẽ từng trận đánh, từng mốc thời gian, nhưng ông vẫn nhớ như in tiếng bom đạn, tiếng hô xung phong năm nào. Ông bảo, ngày đó ông và đồng đội chỉ nghĩ duy nhất một điều, chiến đấu tới cùng với mong muốn tột bậc là giải phóng đất nước. Trong những ngày tháng bom đạn mù mịt ấy, ranh giới giữa sự sống và cái chết rất mỏng manh, nhưng ông và đồng đội không hề run sợ. Bản thân ông đây cũng nhiều lần trúng đạn của địch. Nhưng ông luôn nghĩ, ông vẫn còn sống là một may mắn lớn và ông tự nhủ sẽ trả ơn sự may mắn đó bằng cách tiếp tục chiến đấu cho cả phần đồng đội đã mất. Với sự giác ngộ cách mạng và tinh thần trách nhiệm trong công việc, sau này, ông đây được tín nhiệm vào vị trí sư trưởng sư đoàn 968, quân tình nguyện Nam Lào. Được ít năm, người lính trẻ tập kết ra Bắc. Tại đây, ông kết duyên với một cô bộ đội xinh đẹp đang công tác ở quân khu Tả Ngạn, Hải Dương. Ông đây kể, đám cưới xong, tôi lại lên đường chiến đấu theo tiếng gọi của Tổ quốc. Trước đó, chúng tôi giữ đường 9 Nam Lào ở Quảng Trị. Đây là thời kỳ khốc liệt nhất của cuộc chiến tranh. Sau đó, theo yêu cầu chính trị, đơn vị tôi đánh sang Lào giữ Tây đường Hồ Chí Minh. Anh em chúng tôi vẫn gọi vui mình là lính Trường Sơn Tây. Chúng tôi làm nhiệm vụ quốc tế hỗ trợ giải phóng nước Lào. Quá khứ bom đạn, binh lửa qua ký ức của người cựu binh còn là những trận đánh làm nên tên tuổi của sư đoàn 968, như đánh chiến dịch cao nguyên Boloven, Bắc Sông, Lào. Là những trận đánh tốc chiến khi quân ta dội hàng ngàn quả pháo oanh tạc vào trận địa của địch chỉ trong một phút. Hay những bước chân hành quân thần tốc xuyên Trường Sơn về giải phóng mặt trận Tây Nguyên, góp phần vào công cuộc thống nhất đất nước. Đại tá đây kể với niềm tự hào pha lẫn ngậm ngùi khi nhớ về đồng đội. Hồi đó, phía mình còn thiếu thốn nhiều bề, nhưng anh em luôn đoàn kết yêu thương nhau và quyết tâm chiến đấu để giải phóng đất nước. Nhân đạo trong thời bình. Hòa bình lập lại, ông trở về với vợ con sau đằng đẵng xa cách. Bà bấy giờ vẫn ở miền Bắc chờ ông. Tuy nhiên, ngày đoàn viên chưa được bao lâu thì tin dữ dồn dập ập đến. Sau cái chết của người vợ hiền, đứa con trai của ông đang công tác trong quân đội cũng qua đời. Bản thân ông cũng mắc bệnh tim do bi thương quá nhiều. Chân của ông bị tật do bom cắt đứt 1/3 gân Achin. Cuối cùng, vị đại tá chọn quay về lại quê hương, mảnh đất ở làng Tiên Đoã, nơi dòng tộc quê hương của ông. Những năm 90 của thế kỷ trước, Tiên Đoã còn nghèo khó, điện đài không, nước thì nhiễm chua phèn. Rời xa quê vợ, ông đây hồi hương với nỗi nhớ xa xiết về người vợ và đứa con đã mất. Giấu nỗi buồn trong lòng, ông vẫn vui vẻ hòa đồng với hàng xóm láng giềng. Bấy giờ, chính quyền địa phương ra sức cố gắng để đưa điện về miền biển của ông. Năm 1996, đường dây điện đã về làng bên, nhưng Tiên Đoã vẫn âm u trong ánh đèn dầu hiu hắt. Bởi muốn có điện thì mỗi hộ dân phải nộp 500.000 đồng trả tiền chi phí kéo dây điện. Thời điểm đó, 500.000 đồng là số tiền khổng lồ với những người dân vùng quê nghèo khó này. Nhiều người chấp nhận sống chung với đèn dầu, ánh nến mà không đăng ký kéo điện. Chính trong lúc ấy, ông đây đã đăng ký với địa phương rằng ông sẽ nộp tiền để kéo điện cho cả làng. Bà Trương Thị Tiền, người dân địa phương xúc động chia sẻ: "Chúng tôi sửng sốt khi nghe tin ông đây bỏ ra mấy chục triệu đồng nộp phí cho cả làng. Rồi chúng tôi vui mừng, phấn khởi khi ánh điện tràn ngập khắp thôn xóm. Có người mừng đến phát khóc. Sau đó chúng tôi nghe tin ông đây đã mang căn nhà của mình ra cầm cố ngân hàng để có tiền mang điện về cho cả làng. Về sau, những hộ có tiền đã xin gửi trả lại cho ông đây, nhưng ông không nhận. Không trả được tiền, mọi người nghĩ cách mỗi khi đi chợ mua biếu ông mớ rau, mớ cá. Việc làm của ông đã thắt chặt thêm tình làng nghĩa xóm. Sau khi thế chấp nhà, ông đây dùng tiền vay ngân hàng để kéo điện cho làng. Tiền vay vẫn còn, ông tiếp tục làm công việc thiện nguyện. Đầu tiên, ông mua vật liệu và thuê người sửa sang lại giếng tiên, giếng chung của làng bấy giờ để bà con có nước sinh hoạt.
rồi ông sửa sang lại trường mẫu giáo cho trẻ em có nơi học hành tử tế. Nhiều người vẫn còn nhớ hình dáng ông túc tắc đạp xe đạp đi mua từng cái quạt, cái chậu cho trường mẫu giáo. Vị đại tá nói, tôi già rồi, giữ lại làm gì, cứ phải cho đi. Tôi muốn giúp lũ trẻ học hành nên người, giúp bà con trong làng bớt khổ. Tôi trở về được với quê hương, xem như may mắn hơn bao đồng đội rồi. Để nhắc con cháu tri ân thế hệ cha ông, tôi cũng muốn trùng tu những di tích văn hóa của quê hương như giếng tiên, cổng làng, để cho thế hệ mai sau hiểu biết về cội nguồn và tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương. Ông đây còn xây nhà cho nhiều người nghèo khó như cụ Huỳnh Mãi ở tổ 2 thôn Tiên Đoã. Khi ông Mãi qua đời, gia đình không có tiền để lo đám tang, ông đây đã giúp 1 triệu đồng và vận động bà con trong thôn xóm chung tay lo tang ma chu đáo. Cứ thế, giúp được cho ai việc gì, vị cựu chiến binh rất vui. Phải hơn 3 năm sau từ ngày thế chấp nhà, ông mới góp đủ lương hưu để trả nợ vay ngân hàng. Câu chuyện về ông sẽ càng thêm cảm động nếu người nghe ghé đến nhà ông. Không phải có điều kiện kinh tế mới làm việc thiện, mà với ông, thiện nguyện ngay khi cuộc sống không hề dư giả. Ngôi nhà cấp 4 của ông đã quá cũ kỹ, nhưng ông không hề nghĩ cho mình mà say mê công việc thiện nguyện. Trong nhà không còn gì có giá trị lớn, vậy mà ông không hề bận tâm chuyện mua sắm phương tiện hay làm nhà mới. Khoản tiền lương hưu, ngoài chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, ông đều dành tất cả để giúp người nghèo khó. Ông đây nói, tôi đã trải qua những ngày tháng chiến tranh gian khổ, nên tôi rất quý trọng cuộc sống này và muốn tất thảy mọi người đều có cuộc sống tốt. Cho đi sẽ được nhận lại mà. Nhận xét về vị đại tá nhân hậu, ông Nguyễn Văn Lương, Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Bình Sa phát biểu. Sau khi đồng chí đây về hưu, từ những đồng tiền lương ít ỏi của mình, đồng chí đã tiết kiệm và thậm chí là vay mượn thêm để giúp đỡ những hội viên cựu chiến binh cũng như nhân dân có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí là người rất nhân hậu, các cấp chính quyền và người dân ai cũng kính trọng, mến thương đồng chí đây. Còn bạn, bạn có cảm nhận như thế nào về tấm lòng nhân đạo của Đại tá Lê Xuân đây? Hãy để lại ý kiến xuống phần bình luận của video và đừng quên đăng ký kênh để đón xem những số phát sóng tiếp theo của Chân Dung Lịch Sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.